Hello, chào các anh chị em ha. Hôm nay em vừa hoàn thiện xong bộ phát điện Yanma. Bộ này là 3T68 thôi nha. Con này là máy nguyên zin cam kết ha, không có chế cháo gì hết. Chỉ là lắp ráp vô cái củ phát 10kW thôi. Củ phát này củ phát Nhật có nhiều ha. Đấy. Củ phát Nhật thì nó hơi to chút xíu. Tổng hết bộ này nó đâu đó nó khoảng 160kg các anh em. 160kg. Cái thì xuất sắc ha. Thì con máy này sức chịu tải nó đều khoảng 40A các anh chị em, 40A. Đấy, cho nên là các anh chị em mà có sử dụng những cái bộ sạc pin của máy bay hiện thì tại thị trường 100R hoặc là T30 hoặc là C10000 thì có thể là mình sạc cái máy này rất là ok ha. Đấy. Và những chi tiết thì bên mình làm rất là trau chuốt và kỹ lưỡng chắc chắn các anh chị em. Cho nên là các anh chị em cứ an tâm ha. Cái nước thì cái nước mình xài cái nước zin của Nhật luôn nha quá chị em. Đấy, chứ mình ở đây ít xài cái nước chợ. Phía sau này thì nó thiếu cái nắp chụp đít phía sau cho nên mình chế cái nắp này vô cho nó êm, nhưng mà vẫn chừa cái khe hở lấy gió ha. Đấy, êm lắm rồi quá chị em. Thì em test máy cho quá chị em tham khảo ha. Đấy, cục pin T50 mình sạc cho cục sạc T30 nhé. Đấy. Rất cảm ơn các bác chị em rất là nhiều ha. Các bác chị em có nhu cầu sử dụng điện thoại giùm em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.